Xin chào tất cả mọi người, Huyên đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay là buổi cuối cùng trong chuỗi yoga chuyên sâu 7 ngày giảm đau mỏi cổ vai gáy. Mọi người đã cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong những buổi tập vừa qua chưa ạ? Hôm nay là buổi tập cuối cùng, buổi tập sẽ tập trung vào sự kéo giãn nhẹ nhàng và kéo giãn toàn bộ những vùng bó cơ ở phần cơ cổ vai gáy. Chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập nhé! Vươn hai tay lên cao, đan tay ngửa lòng bàn tay, hít vào kéo căng toàn bộ vùng cột sống của mình, vươn cằm mắt nhìn lên. Thở ra, hai tay xuống, cằm thu về họng cổ, mắt nhìn xuống. Tiếp tục vươn hai tay qua đầu, đan tay, hít vào, vươn căng lồng ngực, gắng là không còng vai lên ạ, chúng ta xuôi vai xuống và vươn cổ của mình về phía trước. Thở ra, hóp sâu bụng lại, thả lỏng hai vai. Hít vào, mở rộng lồng ngực. Thở ra, thả lỏng hai vai. Một lần nữa, đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít vào, kéo căng vùng cột sống của mình lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Đẩy ngược về trước, tay ra sau tai nhiều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ hai tay dần xuống thật chậm, tay xuống thảm, thả lỏng vai, mắt nhìn xuống. Giữ và hít thở đều. 3, 2 và 1. Hai tay ra ngang. Hít vào, ngửa lòng bàn tay, xoay vai của mình. Thở ra, hóp bụng, cằm xuống, ngửa lòng bàn tay lên. Tiếp tục hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn cằm lên phía trước. Thở ra, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, ngửa lòng bàn tay, mở rộng lồng ngực, vươn cằm của mình lên, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ cuộn lưng ra sau, cằm thu về cổ, ngửa lòng bàn tay, vai tách ra xa khỏi thân người, giữ và hít thở đều. 3, 2, 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy căng lồng ngực lên. Vặn người sang bên phải, thở ra, tay phải đi sau mông trái, ngực đẩy căng. Tiếp tục vươn tay qua đầu, hít vào. Đổi bên thật chậm. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, vặn người sang bên trái. Cố gắng đẩy thẳng phần lưng dưới, ngực mở căng. Một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Vặn người sang bên phải, thở ra. Rồi ta vòng tay phải ra sau lưng, hơi ngả người về phía trước một tí, nắm lấy đùi trái. Sau đó chúng ta nâng lưng thẳng lên, mắt nhìn về phía sau. Giữ và hít thở đều. 4, 3, tay trái ghì đầu gối phải để vặn người sang một chút nữa, đồng thời nhấn đầu gối xuống. 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên trái, thở ra. Vòng tay trái sau lưng, nắm lấy đùi phải. 2. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng mở căng lồng ngực. 4. 3.
hai và một, vươn tay qua đầu, hít vào. Tay phải nắm đầu gối trái, nghiêng người sang bên phải, chậm chậm thở ra. Chúng ta không nghiêng về đầu gối mà chúng ta nghiêng thẳng hàng với xương hông của mình. Hít vào, vươn tay lên cao qua đầu. Nghiêng người thật chậm về phía bên trái, thở ra. Hít vào, vươn tay lên cao. Đổi bên thật chậm, thở ra. Cố gắng không nhấc cái mông của mình lên, cảm nhận sự căng giãn ở bên lưng liên sườn của mình. Tiếp tục hít vào, chậm chậm thở ra. Một lần cuối, hít vào về giữa, vươn hai tay lên cao. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. Đau cổ vai gáy, chúng ta mắt nhìn thẳng nhé. 5. Không ngả đầu xuống như này mà chúng ta nâng đầu lên để thẳng hàng với trục của cột sống. 4. Thở ra lại hạ vai xuống một chút. 3. 2. Và 1. Vươn tay lên cao qua đầu, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên trái, thở ra. Giữ và hít thở đều ở đây. 5. Thả lỏng vùng lườn. 4. 3. Gắng siết bụng lại, thở lại thả lỏng ra một chút. 2 và 1. Tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Hai tay đặt đầu gối, thở ra. Xoay vai ra sau, mở lồng ngực về trước, đồng thời vươn cằm của mình dài lên trên cao. Hít vào. Từ từ cuộn lưng ra sau, cằm thu về cổ, mắt nhìn vào rốn. Siết cơ bụng và thẳng hai tay. Thở hết ra nào. Tiếp tục xoay vai, hít vào. Khép sát phần khuỷu tay và đẩy xương ức của mình lên. Từ từ thở ra, cuộn hết lưng ra sau. Chúng ta đổi vị trí của chân này để cho đỡ mỏi. Tiếp tục xoay vai, hít vào. Xuôi vai của mình xuống, nâng ngực. Cuộn lưng, hóp bụng, thở ra. Hai lần nữa, xoay vai, hít vào. Nâng cao lồng ngực này, dùng lực của hai bàn tay, nắm chặt đầu gối, kéo một lực để đẩy ngực lên phía trước. Giữ hít thở đều ở đây. 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ cuộn lưng ra sau, thở hết ra, cằm thu về cổ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đặt vai, thở ra. Khuỷu tay chạm nhau, cúi đầu của mình xuống, khép sát hai khuỷu tay. Hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Thở ra, hạ vai của mình xuống. Tiếp tục, hít vào lên. Mở ra sau, thở ra. 3. Hai, cố gắng chuyển động chậm. Và 1. Rồi tiếp tục ngược lại, hít vào. Cuộn lưng ra sau, thở ra. 4. 3. Mở rộng vai ra sau, khép sát hai vai của mình ra sau. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập tay phải, tay trái đặt lên khuỷu tay, thở ra này. Tiếp tục hít vào, nâng vai phải lên. Kéo sang bên trái, thở ra. Chúng ta đặt một cái lực này để đẩy khuỷu tay ra xa thân người. Giữ và hít thở đều. 6. Bàn tay phải thả lỏng. 5. 4. 3. 2.
Một, vươn hai tay lên cao, hít vào. Đổi bên gập khựu tay trái, thở ra. Tay phải đặt lên vai. Tiếp tục hít vào, nâng vai. Thở kéo khử tay sang bên phải. Rồi, nâng đầu của mình lên. Giữ và hít thở đều. Sáu, lấy cái tay phải này, đẩy khử tay ra xa hơn một chút nữa. Năm. Bốn, cứ thở dài ra và chúng ta thả lỏng phần vai. Ba. Hai. Và một. Rồi, hai tay của mình xuống. Hai tay đan phía sau. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Vươn cằm của mình lên phía trước. Rồi, lúc này chúng ta hất tay lên cao nhiều nhé. 10 lần. 1, 2, thở ra hất lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi, thứ đan tay về sau. Về trước này, chúng ta cuộn lưng ra sau, cầm thu về cổ, giữ ở đây. 4, thở đều. 3, 2 và 1. Từ từ hai tay chống về sau, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, từ từ đẩy lồng ngực của mình lên về trước, tay gần mông, kéo cằm của mình lên cao. Giữ và hít thở đều ạ. 5. Gắng đi hai bàn tay gần về sát vào nhau ạ. Để cho cái vai của mình nó được mở rộng. 4. 3. Mở rộng khớp vai ở phía trước nữa nào. 2. Gắng khép sát hai bả vai ra sau. Và 1. Rồi từ từ đi tay về phía trước. Gập người về phía trước và chán xuống. Thả lỏng hai vai của mình. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Mình đã đi tay hai sang hai bên. Đi hai tay sang hai bên. Sao cho bàn tay thẳng hàng với vai. Sau đó chúng ta cúi đầu xuống. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng hai vai. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng vai của mình. Tập trung vào hơi thở và thả lỏng vùng khớp vai. Rồi chúng ta đổi bên. Tiếp tục cúi đầu xuống. Ai mà thấy bị chèn vào cổ thì chúng ta dịch lui cái tay gần về phía đầu gối á, để chúng ta dễ dàng thở. Rồi lúc này chúng ta thả lỏng hai vai của mình ra. Hít thở đều. Rồi từ từ nhẹ nhàng nâng người lên. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Lúc này chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước, thả lỏng các ngón chân này, thả lỏng bàn chân và thư giãn phần kheo chân phía dưới. Rồi bây giờ chúng ta chống chân bên trái lên. Mở rộng chân, gót chân thẳng hàng với đầu gối và chân phải cũng thẳng hàng với lại hông. Dựng mũi chân phải lên. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hạ dần khử tay phải xuống, tay trái áp mang tai, thở ra và từ từ nghiêng lườn về phía chân. Cảm nhận sự căng giãn ở bên liên sườn bên trái của mình này. Rồi, đầu cổ mắt nhìn thẳng, thẳng tay. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên trái, khửu tay thẳng hàng với hông. Tay phải áp mang tai, mắt nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu mắt nhìn lên ạ. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu,
mở rộng lồng ngực. Tay trái chống phía sau mông trái, thở ra. Vòng tay phải qua đầu, hít vào, nâng mông lên, mở rộng lồng ngực. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra, dựng mũi chân phải luôn. Hít vào. Vòng khửu tay phải qua đầu gối trái. Hai tay này chúng ta đẩy một lực và giữ ngực, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra. Hít vào, về giữa, vươn hai tay. Nghiêng người chậm chậm sang trái, thở hết ra, kéo căng toàn bộ vùng lườn bên phải của mình. Hít vào. Tay trái chống phía sau, thở. Vòng tay phải qua đầu, hít vào, nâng cao hông lên, mở rộng lồng ngực, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Đặt tay trái vào đùi, vòng khửu tay phải qua đây. Thở hết ra, mắt nhìn phía sau. Một lần cuối nào, vươn tay lên, hít sâu. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra. Rồi bây giờ ta nhấn mông trái của mình xuống để kéo căng toàn bộ cơ lườn của mình. Thẳng tay trái, giữ và hít thở đều. 5, gắng nâng đầu lên một chút để thẳng hàng với trục của cột sống. 4, mở rộng lồng ngực. 3, mỗi lần thở ra ta thả lỏng vùng lườn. 2, và 1, tiếp tục hít vào, nâng cao hông của mình lên. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Giữ và hít thở đều. Ta nhấn một lực ở phía khử tay, nâng cái phần vai của mình lên để kéo căng giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. 4, cố gắng thở đều đi ạ. 3, cảm nhận sự căng giãn ở lườn phải. 2, và 1, vươn tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Tay trái chống phía sau mông trái, tay gần mông, thở ra. Vòng tay phải qua đầu, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ hít thở đều ở đây. 4, 3, mắt nhìn theo tay. 2, và 1, rồi từ từ hạ mông thật chậm. Vươn hai tay lên, hít vào. Cài vào khửu tay phải qua gối trái này. Tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn phía sau. Giữ và hít thở đều. Đã đẩy cái khửu tay phải của mình nhiều hơn một chút nữa. 5, vặn người nào. 4, 3, thả lỏng vùng cổ. 2, và 1, vươn hai tay lên, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi bây giờ chúng ta thả lỏng chân. Rồi mời các bạn đổi chân. Duỗi thẳng chân trái sang bên trái. Dựng mũi chân vuông góc với hông. Chân phải chống lên. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Từ từ hạ khử tay trái phía bên ngoài chân. Tay phải áp mang tay, thở hết ra. Kéo căng giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. Tiếp tục vươn tay lên qua đầu, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra. Đẩy căng lồng ngực của mình lên và nhấn mông bên trái xuống. Tiếp tục hít vào, về giữa. Tay phải chống phía sau mông phải, thở ra. Vòng tay trái qua đầu, hít vào, nâng mông lên, mở rộng lồng ngực. Rồi từ từ hạ hông xuống, thở ra. Vươn tay lên qua đầu, hít vào. Vòng khửu tay trái qua đầu gối phải này. Tay đẩy một lực về giữa ngực, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục hít vào vòng thứ hai, nâng cao toàn bộ cột sống. Từ từ nghiêng người sang bên trái, hạ dần khửu tay, thở hết ra và kéo thẳng tay bên phải để giãn toàn bộ vùng lườn.
hít vào, tay qua đầu. Thở ra đổi bên, nghiêng người sang bên phải, kéo căng toàn bộ vùng lườn bên trái, cảm nhận sự căng giãn. Hít vào, vươn tay lên cao. Tay phải sâu phía sau, thở ra này. Mông lên, hít vào, uốn cong lưng, mở rộng lồng ngực. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Vặn người sang bên phải, đẩy khử tay sang bên và mắt nhìn phía sau, thở ra. Một lần cuối, hít sâu về giữa, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Nghiêng người về phía bên chân trái, thở ra, thẳng tay phải và nhấn mông bên phải xuống. 5, và ngực đẩy căng. 4, thả lỏng vùng lườn tối đa. 3, hít thở đều. 2, và 1, vươn tay lên cao, hít vào. Chậm chậm nghiêng người về phía bên phải, thẳng hàng với hông nhé. Rồi tay trái mang tay, giữ hít thở đều, đầu gối của mình thẳng về phía trước. 5, đẩy ngực lên. 4, 3, cảm nhận sự căng giãn nào, nâng đầu của mình lên một chút. 2, và 1, tay lên cao, hít vào. Tay phải chống sau, thở ra. Vòng tay trái qua đầu, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Mắt nhìn theo tay, thở hết ra. Giữ và thở đều. 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ hạ mông của mình xuống. Dựng mũi chân trái lên. Vươn hai tay, hít vào, mở rộng lồng ngực. Vòng khử tay trái qua đầu gối phải. Hai tay đẩy về giữa ngực, thở hết ra. Giữ, 5, 4, cố gắng đẩy phần thắt lưng dưới của mình lên để cho lưng thẳng. 3, 2, và 1. Rồi vươn tay lên cao, hít sâu. Hai tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta thả lỏng hai chân. Mời các bạn về tư thế con bò mèo. Đầu tiên chúng ta ngồi về phía gót chân này, mông chạm gót chân. Sau đó hạ khửu tay của mình xuống, chạm vào đầu gối. Từ mũi tay đầu tiên chúng ta đi lên một bàn tay. Đó, đẩy người lên phía trước, sao cho đầu gối thẳng hàng với mông và cổ tay thẳng hàng với vai. Xoay phần khửu tay ra ngoài và lưng thẳng. Hai đầu gối mở rộng bằng hông, xòe 5 ngón tay của mình ra nhé. Từ từ võng lưng xuống, hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn cằm lên phía trước. Thở ra hết, hóp bụng cuộn lưng lên cao, cằm chạm cổ, mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục, võng lưng, hít vào, siết cơ bụng nhẹ lại để bảo vệ phần thắt lưng dưới, đồng thời mở rộng lồng ngực ra. Thở ra hết nào, hóp bụng sâu, vai nâng lên cao nhiều. Tiếp tục võng lưng, hít vào, cuộn lưng lên, thở ra. Hít vào, chậm chậm thở ra. Một lần cuối, võng lưng, vểnh mông lên, siết bụng, hít vào, mở căng lồng ngực. Giữ và hít thở đều, ta xuôi đỉnh vai ra sau. Rồi, thả lỏng toàn bộ vùng lưng. 5, hít ta lại dướn ngực lên phía trước một chút ạ. Thở mềm lưng trên, lưng giữa ra. 3, 2, và 1. Rồi hít vào, cuộn lưng lên, thở hết ra, cằm thu về họng cổ, mắt nhìn xuống rốn, giữ và hít thở đều, 4,
ba, hai và một. Mắt nhìn về phía trước. Rồi bây giờ chúng ta đi tay. Đi tay về phía trước sao cho mông vẫn thẳng hàng với đầu gối nhé. Lúc này thì mắt chúng ta nhìn vào đầu gối để sao cho cái mông mình không đẩy về phía trước. Đấy, giữ nguyên mông như thế này. Sau đó chúng ta đẩy ngực về phía sau, hạ ngực xuống. Lúc này chúng ta mỗi lần thở lại hạ ngực thêm một chút. Rồi, lưu ý là mắt không nhìn thẳng về trước hoặc nhìn lên thì chúng ta sẽ dễ bị nhăn trán, và chúng ta sẽ nhìn xuống hoặc là nhắm mắt lại, cảm nhận vào hơi thở của mình. Mỗi lần thở ra ta lại hạ ngực cằm của mình xuống một chút, mềm vai ra, thở ra lại mềm lưng trên của mình xuống. Hơi kiễng bàn tay lên một chút để chúng ta thả lỏng được. Năm, xuôi mũi chân ạ. Bốn, ba, hai và một. Rồi từ từ đi tay lại và từ từ cuộn vai lên, cầm thu về cổ, đồng thời nâng vai lên để giãn được cái vùng vai phía sau ra. Ta vừa ép lại thì bây giờ chúng ta phải trả lại cho nó giãn ra. 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, cổ tay vẫn thẳng hàng vai này. Hít vào nâng chân phải lên, chống mũi chân trái nếu chúng ta không thăng bằng tốt này. Tay trái nắm cổ chân phải, đá chân lên cao. Hít vào, thở ra siết chặt cơ bụng và giữ ở đây, hít thở đều. 5, gắng nâng vai phải lên. 4, mỗi lần thở chúng ta siết cơ bụng vào, mềm lưng mềm vai ra. 3, 2, siết chân lên nữa nào. Và 1. Rồi từ từ hạ bàn tay trái xuống, đầu gối co về phía trước, chạm khử tay phải. 4, 3, 2, 1, hạ chân. Rồi chúng ta tiếp tục chỉnh sửa bàn tay sao cho thẳng hàng với vai và mông vẫn thẳng hàng với đầu gối nhé. Tiếp tục nào, chống mũi chân phải lên, đá chân trái, hít vào, gập chân, tay phải nắm lấy cổ chân, thở ra, đá chân lên cao, mắt nhìn về phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 6, gắng mắt nhìn vào một điểm để giữ thăng bằng. 5, siết chặt cơ bụng và nâng vai trái lên. 4, 3, thở đều nào. 2 và 1. Hồi hạ bàn tay phải xuống, co gối trái lại chạm và khử tay trái, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi hạ chân xuống. Rồi, hít vào, ta vươn cao tay trái lên, mắt nhìn theo tay, thở ra hạ sâu vai về phía sang bên phải. Tiếp tục lần 2, nâng tay trái lên, hít vào, mắt nhìn lên, thở ra hạ sâu vai của mình xuống. Một lần cuối nào, hít vào, tay lên cao, mắt nhìn lên theo tay. Đó, mông không đẩy sang phải nhé, mông trung tâm ạ. Giữ, thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi hạ sâu vai của mình xuống, sao cho vai gần vào cổ tay phải. Đó, đi tay phi tay sang một chút nữa. Lúc này tay phải của mình thẳng lên, áp vào mang tay. Đi sang bên trái một chút, giữ và hít thở đều ở đây. Đa số những bài tập của Huyền thì nó sẽ không nhiều tư thế khó, mà chúng ta sẽ tập trung để giãn vùng cổ vai gáy. Vậy nên sẽ có những cái tư thế nó sẽ lặp lại để mình cảm nhận sâu. Qua mỗi bài tập thì chúng ta sẽ cảm nhận sự căng giãn hơn một chút so với những bài tập trước, cảm thấy thoải mái hơn trong tư thế. Và chúng ta quan trọng là phải thả lỏng được. 3, 2
và một, hai. Từ từ nâng người lên. Tiếp tục này, chúng ta chỉnh sửa về đúng tư thế con bò mèo ban đầu. Vươn cao tay phải lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra, hạ sâu vai phải xuống dưới cạnh cổ tay trái. Tiếp tục lần hai, hít vào, mắt nhìn lên. Thở ra, hạ sâu vai của mình xuống. Một lần cuối nào, hít vào, vươn cao lồng ngực lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, mắt nhìn lên theo tay nào. 3, để nó giãn cái vùng cổ ra. 2, và 1, rồi từ từ hạ vai phải của mình xuống. Gần về phía cổ tay trái này. Đó, ta đi tay một chút nữa. Sau đó, tay trái áp mang tay. Đi tay trái, đi tay trái. Rồi bây giờ là thẳng tay và thả lòng vai của mình ra. Đến buổi tập ngày hôm nay, ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái cần cổ vai gáy của mình ấy, nó đã đỡ bị bó cứng hơn so với những ngày hôm trước. Đó. Hít thở đều. Mỗi ngày chúng ta dành thời gian tập khoảng độ từ 35 đến 40 phút thì cái phần cổ vai gáy của chúng ta là sẽ được giãn ra rất là nhiều, nó đỡ bó cơ. Và mình vận động tư thế hàng ngày ấy, mình cũng sẽ phải tự điều chỉnh hơn. Cộng với việc luyện tập thì chúng ta sẽ đỡ bị bó cơ vùng cổ vai gáy rất là nhiều. Hít thở đều, thả lỏng cái vai bên dưới của mình ra. Rồi từ từ nâng người lên. Rồi chúng ta về tư thế em bé nào. Trán chạm thảm, mông chạm gót chân. Nếu như ai bụng to thì chúng ta mở hai cái đầu gối ra để cho mông của mình sát vào gót chân đấy. Rồi tay xuôi theo thân, thả lỏng vai. Hít thở đều. Đây là tư thế em bé. Chúng ta thả lỏng hai vai. Thả lỏng vùng cổ. Từ tư thế em bé, chúng ta duỗi thẳng hai tay về phía trước. Xòe năm ngón tay ra bám chặt xuống mặt thảm và mở rộng hai tay bằng vai. Từ từ chống mũi chân, đẩy đỉnh mông lên cao, tư thế V ngược. Đó, cố gắng đẩy thẳng chân. Nếu như ai mà bị căng kheo chân quá thì chúng ta có thể là trùng gối xuống một chút nhưng mà vẫn dướn đỉnh mông lên cao, đồng thời là tách vai lên, mở rộng hai vai ra, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ bước chân phải lên phía trước cạnh với bàn tay phải. Rồi ta nâng người lên, sao cho gót chân phải vẫn thẳng hàng với đầu gối này. Vươn hai tay lên cao, chắp tay lại, mở rộng lồng ngực, siết cơ bụng và giữ hít thở đều. Gắng xoay hai hông cân bằng và đầu gối phải mở ra một chút. Vươn cằm lên, giữ ở đây. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ bàn tay trái xuống thẳng hàng với bàn chân phải. Vươn cao tay phải lên, mắt nhìn lên theo tay. Giữ ở đây và hít thở đều. Mở rộng lồng ngực tối đa, cố gắng đẩy thẳng chân sau. 3, 2, 1. Rồi từ từ hai tay xuống thảm. Hạ gối chân sau xuống, sao cho đầu gối vẫn thẳng hàng với lại gót chân nhé. Rồi, ta hạ khử tay trái xuống, nắm lấy bàn chân phải. Vươn cao tay phải lên, mắt nhìn lên theo tay. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Giữ nguyên, từ từ vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy eo của mình. Đó, mắt vẫn nhìn lên. Đau cổ quá thì mắt nhìn sang bên phải thôi. 3, 2, 1. Ta lựa theo cái cơ thể của mình nhé. Bước hai chân ra sau, tư thế tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng. Rồi chúng ta xốc vai lên, hóp bụng cuộn xương cụt của mình lại. 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ gối xuống, hạ ngực giữa hai bàn tay, hạ cằm xuống, thở hết ra. Khép sát khử tay, giữ và hít thở đều. 4, lực ở tay nhiều ạ. 3,
2, siết nhẹ cơ bụng để bảo vệ lưng. Và 1, xuôi mũi chân. Nâng người lên phía trước, chúng ta nâng hông lên nhé. Nâng hông lên để không vào lưng dưới. Rồi mở vai ra sau, mắt nhìn về phía trước. Giữ và hít thở đều, không ngả cổ ra như này. Ta kéo cằm lại và vươn lên thôi. 4, 3, siết bụng mình, mở rộng lồng ngực. 2 và 1. Chống mũi chân, rồi từ từ đẩy mông lên cao, thở hết ra, về tư thế về ngược. Rồi tiếp tục đổi bên, bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Rồi từ từ trụ chắc bằng chân trái này, siết bụng, nâng người lên, vươn hai tay lên cao qua đầu, tư thế chiến binh 1. Chắp tay lại, mở rộng lồng ngực, vươn dài cằm lên phía trước, đồng thời hai hông cân bằng và thẳng gối chân sau. Đầu gối trái thẳng hàng gót chân luôn. 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ bàn tay phải xuống thẳng hàng với bàn chân trái. Vươn cao tay trái lên, mắt nhìn lên theo tay. Giữ thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ mông xuống. Đầu gối vẫn phải vuông góc nhé. Rồi từ từ hạ đầu gối sau xuống, xuôi mũi chân. Ta hạ khử tay phải xuống và bàn tay phải nắm lấy bàn chân trái, vươn cao tay trái lên, tiếp tục mắt nhìn lên theo tay, giữ và hít thở đều. 5, mở rộng hết ngực của mình ra. 4, thả lỏng khớp hông. 3, 2 và 1. Rồi từ từ vòng tay trái sau lưng nắm lấy eo của mình. Mắt vẫn nhìn lên ạ. Ta mỏi quá thì chúng ta nhìn trách sang bên trái một chút, không cần nhìn lên hẳn. 4, 3, mở vai ra sau để nó kéo giãn cái phần cơ cổ của mình ra phía trước này. 2 và 1, rồi từ từ chống chân. Hai chân về sau, tư thế tấm ván. Hóp bụng cuộn xương cụt này, sốc vai lên để nó không bị rụt cổ như này, nó bó cơ phồng cổ rất là nhiều. Siết chặt cơ bụng. 4, 3, 2, 1, từ từ hạ gối. Ngực cầm xuống 8 điểm, thở hết ra. Ngực ở giữa hai bàn tay nhé. Và khép sát vai. 4, khép sát hai khử tay vào nó. 3, 2, 1, xuôi mũi chân. Chuyển người lên phía trước, hít vào, ta nâng hông lên. Đó, mở rộng ngực ra, giữ hít thở đều, cổ tay lúc này thẳng hàng với vai ạ. 4, vươn dài cầm lên phía trước, thả lỏng đầu cổ. 3, 2 và 1. Rồi từ đẩy mông ra sau, về tư thế em bé. Và vươn dài tay về phía trước để kéo dài các đốt lưng về phía trước nhiều. Hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình. Tiếp tục chúng ta lại nằm sấp nhé. Tiếp tục theo tư thế nhân sư. Khử tay thẳng hàng với vai, xòe 5 ngón tay ra, mở vai ra sau và đầu cổ thẳng hàng phía trước, mắt nhìn thẳng về phía trước nè. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng, hít ta lại dướn lồng ngực lên, thở ra mềm lưng mềm vai xuống. Tiếp tục thở đều như vậy. Ở tư thế nhân sư này rất tốt cho những cái vùng mà lưng trên ấy. Chúng ta ngồi nhiều và cúi nhiều trong quá trình chúng ta sinh hoạt và cử động hàng ngày ấy, chúng ta cúi nhiều quá thì ở tư thế nhân sư này nó sẽ làm giãn cái vùng lưng, vùng vai, vùng lưng trên của mình ra để mình không bị gù lưng và cũng thoải mái cái vùng cổ của mình. Nếu như chúng ta biết làm đúng cách và thở đúng cách thì nó rất là dễ chịu. Xuôi đỉnh vai xuống và tiếp tục là hít dướn lồng ngực lên. Rồi thở ra mềm lưng mềm vai ra sau. Rồi chúng ta tiếp tục nào. Đi hai tay sang hai bên nhé. Ngồi chán xuống. Mỗi lần thở chúng ta lại thả lỏng hai vai ra.
Ở cái tư thế này thì nó sẽ đau căng vai một chút. Thế nhưng mà nó kéo giãn cái phần vai của mình mà nó bó ở đằng sau này nhiều này. Nó kéo giãn ra rất là tốt cho mình. Cố gắng giữ lâu và mình thở đều ra. Mình sẽ không... Mà mình sẽ thả lỏng vùng đau. Mình nghĩ đến phần khác. Đấy, mình chỉ thở ra để thả lỏng một cái phần vai ra nhiều. Thở dài hơn, hít vào gấp đôi. Sau đó chúng ta lại đổi bên này. Tay trên thì lại xuống dưới và tay dưới thì lại lên trên. Thả lỏng đầu xuống. Ví dụ như mà ai mà bị căng cái phần cổ quá mình khó thở ấy, thì mình dịch cái tay của mình xuống sát vào ngực. Thả lỏng và hít thở đều. Rồi chúng ta tiếp tục nằm ngửa này. Hai tay dang ngang này. Bây giờ chúng ta chống bàn tay trái lên. Nghiêng cái người của mình sang bên phải. Đó. Đặt cái bàn tay ngay dưới đầu của mình để cho mình không bị gồng đầu cổ. Và giữ ở đây một chút để giãn hết cái vùng vai phải phía dưới. Hít thở đều. Thả lỏng vùng vai bên trên, thả lỏng vùng vai bên dưới. Chỉ tập trung vào hơi thở. Cảm nhận các cơ của mình đang được kéo giãn. Rồi, chúng ta đổi bên nhé. Tiếp tục này, hai tay dang ngang thẳng hàng với vai. Sau đó, chống tay phải lên, nghiêng người sang bên trái. Đồng thời chống chân phải và đặt ở phía sau đầu gối trái. Sau đó chúng ta nắm bàn tay phải lại và đặt ở dưới đầu của mình. Hít thở đều. Thả lỏng vùng vai phía dưới. Ở đây chúng ta không có, ở tại nhà thì không có dụng cụ thì chúng ta có thể đặt bàn tay đặt ở dưới đầu. Còn nếu như chúng ta có dụng cụ, chúng ta có gối này, chúng ta có gạch này, hoặc là một miếng gì đấy lót ở phía dưới đầu ấy, thì mình không bị đau tay. Huyền thì Huyền hay đặt như thế này để cho nó tiện. Tại vì mình đang tập thì mình ngại đứng lên để mình lấy đồ ấy. Không có gối ở đây thì mình sử dụng tạm những cái gì mà có ở trước mặt. Miễn sao là mình thả lỏng được cái vùng vai. Mình cảm nhận được cái vùng vai của mình nó đang kéo giãn ra. Nó đau đấy nhưng mà là đau tốt nhé. Ok, chúng ta thoát thế. Bây giờ chúng ta nằm ngửa. Chống hai chân của mình. Sao cho gót chân gần về phía mông. Hai tay nắm lấy gót chân. Đó, không cần nắm hết vào cổ chân, chúng ta chỉ cần nắm vào gót chân thôi. Rồi cuộn cái vai phía xuống phía dưới. Hít vào, nâng mông lên. Đẩy cao lồng ngực lên. Khép vai lại một chút nữa. Thở ra từ từ, hạ mông xuống, lưng xuống. Tiếp tục hít vào, mông lên cao, đẩy căng lồng ngực lên. Cứ cố gắng đẩy ngực lên phía trước nhiều. Thở ra từ từ, hạ lưng xuống, mông xuống. Hai lần nữa nào. Hít vào, mông lên cao. Thở hết ra, thả lỏng vùng lưng, thả lỏng vùng vai. Rồi một lần cuối, hít vào, mông lên, ngực lên. Giữ và hít thở đều. 5, đẩy ngực lên nữa. 4, siết bụng lại, đẩy mông lên. 3, cuộn vai vào trong để bảo vệ phần cổ của mình. 2, và 1, rồi từ từ hạ mông xuống. Rồi, lúc này chúng ta hai tay dang ngang. Duỗi thẳng chân phải. Đặt bàn chân trái lên trên đùi phải. Tay phải nắm lấy trên đầu gối. Hít vào. Thở ra hạ đầu gối trái sang phải.
mắt nhìn sang bên trái. Rồi giữ và hít thở đều. 6. Mỗi lần thở ra ta lại kéo tay của mình xuống một chút. 5. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn. 4. Thả lỏng vùng cổ. 3. 2. Và 1. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên. Đặt bàn chân phải lên trên đùi trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải. Hít vào. Thở ra. Hạ chân sang bên trái. Mắt nhìn sang phải. Giữ và hít thở đều ở đây. 6. Thả lỏng vai phải xuống. 5. Cảm nhận sự kéo giãn ở vùng phía dưới. 4. 3. 2. Và 1. Rồi, từ co hai chân lên. Rồi, hít vào. Tay phải đặt lên phía trên đầu gối này. Thở ra, kéo chân sang bên phải. Mắt nhìn sang bên bàn tay trái. Áp mang tay của mình xuống. Giữ và hít thở đều. Chúng ta thả lỏng đầu cổ thôi, không cần cố kéo cái đầu của mình xuống nhiều quá. Quan trọng là sự thả lỏng và hít thở đều thì nó sẽ làm cái bó cơ của mình nó giãn ra. Đấy, và hiệu quả hơn nhiều so với việc là chúng ta cứ gồng cứng người lên. Chúng ta thực hiện tư thế thì nó sẽ không được tốt đâu ạ. Thở đều vài hơi thở nữa. Rồi chúng ta đổi bên. Hít vào về giữa. Tay trái đặt lên đầu gối và kéo chân sang bên trái. Mắt nhìn sang bên phải. Thả lỏng vai phải của mình xuống. Hít thở đều. Đấy, bây giờ tay trái của mình lại kéo nhấn đầu gối xuống một chút nữa. Cái tư thế này thì rất là tốt cho những người bị cổ vai gáy này, bị thoái hóa cái phần lưng dưới. Thoát vị chúng ta cũng có thể làm thực hiện động tác này. Chúng ta thực hiện trên giường cũng được. Trước khi đi ngủ và buổi sáng khi mà chúng ta tỉnh dậy thì chúng ta làm những cái động tác như thế này thì nó sẽ giãn ra. Cái kéo giãn những cái vùng mà cơ mà chúng ta nằm nguyên một cái buổi tối ạ. Người mình nó cũng đỡ cứng và đỡ mỏi hơn. Rồi ta nâng người trở về. Duỗi thẳng hai chân. Vươn hai tay qua đầu. Đan tay, ngửa lòng bàn tay, duỗi thẳng hai chân. Hít vào, kéo căng tay vai lên. Hướng mũi chân xuống thảm và không võng phần thắt lưng của mình lên nhé. Kéo giãn toàn bộ các cơ. Thở ra, thả lỏng. Tiếp tục hít vào, kéo căng giãn toàn bộ các cơ trên cơ thể của mình tiếp một lần nữa nào. Thở ra. Rồi một lần cuối, hít vào, vươn giãn toàn bộ các đốt sống. Giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ thả lỏng vai, thả lỏng chân. Ta chống chân trái lên, nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Huyền trong suốt chặng đường vừa qua. Huyền hy vọng là những video sẽ giúp ích được cho mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới tiếp theo nhé.